Do ảnh hưởng về dịch cũng nhiều hãng hay là những nhãn hàng lớn phải phá sản. Với việc mà nhiều nơi đóng cửa, bạn có thể thương lượng với các chủ nhà, chủ đầu tư để có thể tìm được địa điểm tốt nhất cho mình. Về sản phẩm mà mình đang kinh doanh thì là chủ yếu là về mặt hàng sofa. Sản phẩm Sofaland là hàng trong nước, sản phẩm nhập khẩu của Malaysia và sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản. Trong đó thì hàng Nhật Bản bên mình độc quyền. Sofa thì thường có kích thước không nhỏ nên diện tích mình cũng cần phải rất là lớn. Khi mà mình nhìn thấy vị trí là 379 giải phóng thì tiêu chí của mình khi lựa chọn vị trí này thì nó là một nơi rất là quan trọng của cái cửa ngõ khi ra vào thành phố. Vị trí mà mình lựa chọn là thuộc vào quận Thanh Xuân nhưng cũng khá vào là gần quận Hoàng Mai. Quận Hoàng Mai là một trong những quận mà hiện đang phát triển ở các khu dự án dưới Gamuda, Đền Lừ. Chính vì mật độ xây dựng khu đô thị vẫn còn nhiều đất dự án nên nó là một cái tiềm năng rất lớn để hướng đến cho rất nhiều khách hàng. Khi sử dụng phần mềm Quyết Việt thì Thế Giới Sofa cảm thấy phần mềm rất là linh hoạt trong việc đặt hàng. Đặc biệt khi mà Thế Giới Sofa thường xuyên có những chương trình, có những chính sách giảm giá cho những từng mặt hàng sản phẩm. Mình cũng có những khách hàng muốn mua combo, mua nhiều sản phẩm, hay chính những người thân muốn mua sản phẩm của Thế Giới Sofa thì Thế Giới Sofa sẽ có những mục trong phần mềm có thể giảm giá riêng cho từng khách hàng đó. Đó là sự linh hoạt mà mình cảm thấy rất tiện dụng khi sử dụng phần mềm. Trên thực tế thì thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý bán hàng. Tuy nhiên thì Thế Giới Sofa lựa chọn những phần mềm mà thông dụng nhất và được nhiều người biết đến. Trong đó thì Thế Giới Sofa đã tìm thấy Ký Ốt Việt. Đây là phần mềm rất hữu ích. Quản lý bán hàng dùng Ký Ốt Việt.